Xin chào anh em, chúc các bác quan tâm tới kênh DIY Tuân Huỳnh ha. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em cây máy mài dao. Cây này đợt tổng quan trước em đã review sơ ha. Thì có rất là nhiều anh hỏi ha. Lúc đó thì em cũng chưa có báo giá cụ thể với cũng chưa review vì em thì cũng không có xài nhiều cái máy này ha. Bởi vì em có hai cái máy mài lớn thì cũng có đá mài tinh thì nó cũng sử dụng được công việc của em. Cho nên đợt em chưa báo giá cụ thể. Rồi. Ok, cây này thì em nhắc lên nha, em coi ha. Đó, đây, còn nó còn rất là mới ha, còn ok chứ không đến nỗi nào ha. Của Tokyo Shinko Double Green, máy mài hai đá ha. Rồi, cây này là hàng sản xuất ở China, đó, xuất Nhật. Rồi. Mã là SDG150H. Shinko hàng này là hàng theo mình là hàng rất là chất lượng ha, bởi vì mình cũng xài nhiều cái loại Shinko này rồi. Máy mài gốc cũng có ha. Đặc biệt là mấy cái máy mài này nó làm rất là nhiều. Rồi ok, ở đây thì nó có cái thông số quan trọng đó là nếu mà anh em dùng điện 50Hz á thì nó tốc độ đá nhanh á, thì nó 3000 ha, 60 60Hz thì 3600. Còn viên đá mài dao tua chậm này á, thì là tương ứng là 125 đến 150 vòng phút. Ok, công suất nó 150W. Rồi, những cái nói chung thông số đó thì chỉ có cái tốc độ này thì nó hơi hơi, hơi khác xíu ha. Tính ra tỷ lệ nó thì 3 tỷ lệ mà của nó 125 chia cho 3000 thì tỷ lệ của nó quay rất là chậm ha. Đó. Ok, cây này được cái là đá nó còn mới, mài nó rất là ngon ha. Rồi, em thử cái máy thử nha. Lúc quay á, cái đà của bánh này nó rất là nặng á, anh em chỉ cần lắc nhẹ cái bánh này thôi là quay được ha. Đó, nó quay rất là chậm ha. Nhưng mà cái đồ ăn của nó rất là ngọt nha. Thử mài cái búa này thử ha. Nói chung á, cái này thì nó không có thích hợp nhiều cái máy mài này ha. Mài tinh, mài dao này kia thì được ha. Nhưng mà để thấy cái viên đá nó rất là ok. Nói chung thì mình chỉ để nhẹ thôi là nó lại ăn rồi. Này mà cái dao mài test luôn thì nó sẽ trực quan hơn ha. Còn như này chạy rất là nhanh. Để em cầm bầu máy lại xuống coi cho rõ ha. Nhìn thấy cái viên này không? Nó quay tốc độ rất cao, nó xé gió ha, nhưng mà nó chuẩn đến cực kỳ luôn. Nó có tí rơi lắc lại ha. Còn cái trục này thì đẩy ra đẩy vô được nha anh em. Đi coi nữa, đó ha. Này có lẽ là cấu tạo để mà mình mài dao ha. Còn cái hộp này là hộp đựng, nó mài ướt được ha, hộp là hộp đựng nước này ha. Tắt rồi, nhưng mà cái bánh đà này nó lớn, cái quán tính nó lớn lắm. Rồi, nó bị nứt nhẹ cái này tí ha.
nó có cử cho anh em để kê dao mài ha. Cho thì em tới khi nào nó bắt thôi. Đó, anh em xem đầy đủ hết của cái máy ha. Đó. Rồi, cái này mình bán là 1.350.000 chưa tính phí ship nha. Cái này ship xa mình rất là ngại, ví dụ viên đá này ha. Cái bọc của viên này nó cực kỳ kỹ lại, anh tháo ra chắc là tháo ra bọc lại nó cực kỳ kỹ, nó yên tâm ha. Bây giờ có gửi Viettel hay là gửi bưu điện hay gì đó thì khi mình đã khiêng những cái hàng nặng nó không bao giờ nó đặt xuống nhẹ nhàng hết ha nè. Tại vì làm như vậy nó mất sức á, không làm được nhiều thì phải. Cho nên khi mà cái hàng nặng á là tầm như vậy hoặc là nó hơi khum tí là nó vứt xuống rồi. Đó, mà gói không kỹ thì chắc chắn là đi viên đá thôi. Mình rất là lo cái vụ viên đá này ha. Những cái gói hàng tầm 10 kg của mình trở lên không bao giờ mà được khiêng mà đặt xuống nhẹ nhàng hết. Ít, rất là hiếm nhân viên bưu cục hoặc là Viettel làm được cái chuyện đó ha. Đa số là thả xuống rồi. Nhìn gói hàng rất là sót ha. Rồi, cái này thì 1.350.000 nha, chưa gồm phí ship. Đó, anh em xem thật sự thích, thật sự cần thiết á, thì liên hệ nha. Đó, đặc biệt là phải ít nhất bỏ 1.350.000 ra thì nó mới phục vụ được công việc của mình, thì nó mới xứng đáng số tiền ha. Rồi, ok. Xin chào anh em, cảm ơn anh em quan tâm rất là nhiều ạ. Chào anh em.